vấn nạn giáo dục ở đâu cũng thấy. The Economist. Economist. Tuần rồi có bài phân tích tình hình giáo dục tại Trung Quốc, trong đó có những từ miêu tả hệ thống giáo dục ở nước này rất gần với nền giáo dục nước ta. Ví dụ, các bạn có biết họ dùng từ gì để gọi các trường điểm không? Key schools. Key schools. In June, a revision to the education law abolished the key school system, which had caused much resentment. In June, a revision to the education law abolished the key school system, which had caused much resentment a two-tier system identified a few key schools that receive extra money and other favors in order to nurture pockets of academic excellence a two-tier system identified a few key schools that receive extra money and other favors in order to nurture pockets of academic excellence two-tier 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 pricing system two-tier pricing system Hệ thống y tế công tư kết hợp. Two tier healthcare. Two -tier healthcare. Ở đây là hai loại trường, trường điểm thì được nhiều ưu đãi hơn. Nurture pockets, of Nurture pockets of academic excellence. Cũng là một cách diễn đạt rất văn vẻ tình trạng chỉ bồi dưỡng một nhóm học sinh giỏi. Bỏ trường điểm rồi thì học sinh sẽ tranh nhau vào trường có chất lượng cao và các trường này nhân cơ hội đó thu thêm phí. Schools can charge high fees from students from outside their official catchment areas. Schools can charge high fees from students from outside their official catchment areas. This levy, which is known as a school selection charge, can amount to thousands of dollars. This levy, which is known as a school selection charge, can amount to thousands of dollars. Trong hai câu này có hai cụm từ đáng ghi nhớ. Outside their official catchment areas. Outside their official catchment areas. Học sinh khắc tuyến và... school selection charge. School selection charge. Phí chọn trường. Nhiều trường khác làm theo cách dividing their intake into separate streams. They charge more for the classes with better teachers and facilities. Dividing their intake into separate streams, they charge more for the classes with better teachers and facilities. Ngay cũng giống loại trường tự chủ về tài chính vì cũng chia đầu vào tuyển sinh thành nhiều loại. Ai chọn lớp có thầy giỏi, cơ sở vật chất tốt thì phải trả thêm tiền. Trong khi đó, the viewpoints. Viewpoints của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cũng có một bài về giáo dục tại Việt Nam. Ở đây chúng ta chỉ chú ý đến cách dùng tiếng Anh Để miêu tả một số hiện tượng độc đáo Chắc chỉ có trong nền giáo dục nước ta Ví dụ câu Students throw their examination floats away after the examinations Right outside the examination halls Students throw their examination floats away after the examinations Right outside the examination halls Chắc ít ai ngoài Việt Nam hiểu từ Examination floats Examination floats trong bài này an opportunity is for a foreign investor to suggest to the vietnamese government the installation of an independent examination system an opportunity is for a foreign investor to suggest to the vietnamese government the installation of an independent examination system very much like the arrangement that the ministry of education in singapore has with cambridge university very much like the arrangement that the Ministry of Education in Singapore has with Cambridge University. Ý ông ta muốn nói nên mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài vào thiết lập hệ thống thi độc lập để đánh giá chính xác sức học của học sinh như mô hình bộ giáo dục Singapore hợp tác với Đại học Cambridge. Ở góc cạnh kinh tế, tuần rồi cũng có nhiều bài báo nước ngoài điểm tình hình kinh tế của Việt Nam như bài Good morning at last. Good morning at last. Trên tờ Economist. Economist. As Vietnam joins the global economy, it is becoming more vulnerable to volatile commodity prices and fickle bond market investors, whose gyrations are largely outside its control. As Vietnam joins the global economy, it is becoming more vulnerable to volatile commodity prices and fickle bond market investors, whose gyrations are largely outside its control. Vulnerable, vulnerable. Trong câu này là dễ bị Volatile commodity prices. Volatile commodity prices. Chính là giá nguyên liệu đầu vào lên xuống thất thường. Còn Fickle bond market investors. Fickle bond market investors. Ý nói đến các nhà đầu tư gián tiếp hay thay đổi, xoay chuyển dòng vốn. Gyration. Gyration. Tùy nơi nào có lợi nhất. Tác giả miêu tả những điểm yếu của khối doanh nghiệp nhà nước rất gọn. They are more graft prone than private companies. and devour the lion's share of scarce land and credit while creating few new jobs. They are more graft-prone than private companies and devour the lion's share of scarce land and credit while creating few new jobs. Graft. Graft. Là tham đúng. graft Graft-prone. Graft-prone. Là dễ xảy như Strike-prone industries. Strike-prone industries. Là những ngành dễ có đình công. Devour. 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 Thường đi thành với. The lion's share. The lion's share. Chiếm dụng phần lớn, mà đúng là doanh nghiệp nhà nước chiếm dụng phần lớn đất này, tín dụng trong khi không tạo ra bao nhiêu việc làm mới cả. Trong khi đó, tờ Financial Times, Financial Times lại so sánh Thái Lan với Việt Nam để cảnh báo. Thailand's economic engine at risk of losing steam. Thailand's economic engine at risk of losing steam. Ở đây dùng hình ảnh đầu tàu xẹp hơi nước, mặc dù hiện nay có đoàn tàu nào chạy bằng hơi nước đâu nhỉ? Cũng những vấn đề muốn thở. nothing is written in stone fumbling administration a loss of confidence a failure to address basic education problems can all erode a nation's narrative nothing is written in stone fumbling administration a loss of confidence a failure to address basic education problems can all erode a nation's narrative nothing is written in stone nothing is written in stone Hai vấn đề đầu muốn nhắc đến những lộn xộn trên chính trường Thái Lan và narrative. Narrative. ở cuối câu dùng theo cách chơi chữ. Trước đây Thái Lan là một trong những câu chuyện phát triển kinh tế thần kỳ ở Đông Nam Á. Nay nếu các vấn nạn trên không được giải quyết, chúng sẽ làm sói mòn truyền thuyết này. Các từ này stone erode narrative stone erode narrative kết hợp với nhau để câu văn tạo ra hình ảnh rất ấn tượng. Cấm dùng động từ Google. Google gây sướng sở trong giới báo chí khi đầu tuần trước hãng dịch vụ tìm kiếm thông tin trên Internet này gửi thư cho nhiều tờ báo lớn, yêu cầu chấm dứt sử dụng từ Google như một động từ. Theo người phát ngôn của hãng này thì It's important to make the distinction between using the word Google. It's important to make the distinction between using the word Google. To describe using Google to search the Internet. To describe using Google to search the Internet. And using the word Google to describe searching the Internet and using the word Google to describe searching the Internet. Ý nói dùng từ Google để chỉ hành động tìm thông tin trên Internet qua dịch vụ Google thì không sao nhưng biến Google thành động từ mang nghĩa tìm thông tin trên Internet chung chung là không được. Nghe vai thật, nên nhiều tờ báo mới phán. The geeky image outfit is getting too much like a typical bullish corporation. The geeky image outfit is getting too much like a typical bullish corporation. Geek. Geek. Là người say mê máy móc, kỹ thuật. Outfit outfit. Ở đây là công ty. Bullish. Bullish. Là hơi ra vẻ ta đây, là kiểu lấy thịt đẹp người. Thậm chí, Google còn đưa ra ví dụ. Viết. I ran a Google search to check out that guy from the party. I ran a Google search to check out that guy from the party. Là chính xác. Còn. I googled that hottie. I googled that hottie. Là vi phạm bản quyền. The Washington Post. Washington Post. Bèn trọc quê ngay từ. Party. Party. Vì ai đợi một công ty lớn lại dùng từ thô thiển này? Party. Là tiếng lóng, chỉ một cô gái hấp dẫn. Not only is googled inappropriate, but apparently the word haughty is frowned upon as well. Not only is googled inappropriate, but apparently the word haughty is frowned upon as well. Chẳng qua Google sợ thương hiệu của mình sẽ dần ra biến thành một từ chung, không còn giá trị thương mại nữa. Thật ra, tháng trước, từ điển. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary đưa to Google, to Google Vào ấn bản mới nhất của mình, với định nghĩa To use the Google search engine to obtain information on the World Wide Web To use the Google search engine to obtain information on the World Wide Web Còn từ điện Oxford English Dictionary Oxford English Dictionary Đưa từ này vào từ tháng 6, nhưng từ Google được viết hoa Loại từ biến hoa từ thương hiệu thành danh từ hay động từ chung có khá nhiều Hoover. Hoover. Thoạt tiên là tên công ty sản xuất máy hút bụi nhưng sau đó dân Mỹ dùng làm động từ chỉ chuyện hút bụi. Hay chiếc máy hút bụi chung chung. Velcro, Xerox. Velcro, Xerox. Lúc đầu cũng là thương hiệu có đăng ký hẳn hoi nhưng sau một thời gian biến thành từ chung, loại khóa bằng hai miếng vải áp vào nhau, sao chụp bằng máy phổ tỏ có ty Thậm chí, có nhiều từ ít ai biết đã từng là thương hiệu. True welfare reform is being bypassed for band aid solutions. True welfare reform is being bypassed for band-aid solutions. Band-aid, band-aid. Lúc san The street is lined with low-cost apartment buildings and strewn with blue dumpsters. The street is lined with low-cost apartment buildings and strewn with blue dumpsters. Dumpster, dumpster. Tiên là tên sản phẩm thùng rác của một hãng. Thậm chí nhiều người ở Việt Nam quen thuộc với các từ. Formica. Formica. Loại gỗ mặt bóng. Frigida. Frigida. Tủ lạnh. Jacuzzi. Jacuzzi. Hồ tắm massage. Ping pong, aspirin. Ping pong, aspirin. Mà không ngờ chúng đã từng là thương hiệu. Cho nên làm sao Google cấm báo chí cho được. Biết đâu một thời gian nữa chúng ta sẽ nghe những câu như cứ Google địa chỉ đó là ra ngay. Một bài báo kết luận. Google needs to realize the meme. That is, Google.com has juggernauted far beyond the point of no return. google needs to realize the meme that is google.com has juggernauted far beyond the point of no return it's part of the language good luck in changing it back it's part of the language good luck in changing it back Meme. Mm. a unit of cultural transmission or a unit of imitation a unit of cultural transmission or a unit of imitation juggernaut Juggernaut vừa là danh từ, vừa là động từ, có nghĩa an overwhelming advancing force that crushes everything in its path. An overwhelming advancing force that crushes everything in its path. Mà cũng đúng là ngôn ngữ có quy luật riêng của nó, không thể đảo ngược được. Cũng liên quan đến một danh từ riêng khác. Nếu chú ý, các bạn sẽ thấy báo chí bằng tiếng Anh hai tuần qua đã dần chuyển sang dùng từ Hezbollah, Hezbollah. Thay cho từ Hezbollah. Hezbollah. Khi nhắc đến lực lượng quân sự tại Lebanon, thậm chí tạp chí Time. Time. Dung từ: Hezbollah, Theo một số bách khoa từ điển, đây là cách ghi âm. Transliteration, Transliteration. Hai từ. Nice. Hezbollah. Có nghĩa là đảng, đội quân và Allah. Allah, Thượng đế, ghép lại mang nghĩa Party of God, Party of God. Từ đầu đọc theo tiếng Ả Rập hiện đại là Hezbollah. Còn đọc theo phương ngữ Lê Ba non hay tiếng Pha-si, ngôn ngữ ý dân hiện đại là has, Tiếng Hoa khi phiên âm ra tiếng Anh cũng có sự thay đổi như thế. Trước đây sách báo thường ghi theo phương pháp của quay trai. Parking, Mao Tse Tung, Kang Tzu. Kinh, Mao Tse Tung, Kang Tzu. Nay đã chuyển sang hệ thống tin nhìn phổ biến hơn, mang tính chính thức. Beijing, Mao Tse Tung, Kang Beijing, Mao Tse Tung, Kang Bắc Kinh, mao trạch đông khổng tử cho nên đôi lúc thấy một từ tiếng hoa ghi bằng tiếng anh phải xem nó được viết theo hệ thống nào mới tra cứu nhanh được